Thưa quý vị, bão số 6 là một cơn bão dù không đổ bộ vào nước ta, song nó cũng gây ảnh hưởng và làm xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc, vòi rồng, mưa rông ở một số tỉnh ở miền núi của phía Bắc. Và theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các địa phương, thì hiện đã có một người chết và gần 1.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng ở tại Lào Cai, Yên Bái. Tại Yên Bái thì bà Lý Thị Chiếu sinh năm 1965, khi đang dắt trâu về nhà thì bất ngờ bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong. Ngoài ra địa phương này cũng cho biết là có 79 căn nhà bị sập đổ, hoa màu cũng bị hư hại do mưa bão, tuy nhiên chưa thống kê được thiệt hại. Còn tại Lào Cai, hiện tượng lốc mưa dông đã làm một người bị thương, là ông Phạm Thành Quyên, xã Nậm Cang, huyện Sapa. Hiện tượng này cũng làm gần 800 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái hoặc ảnh hưởng do sạt lở đất. 16 điểm trường học và trụ sở cơ quan bị tốc mái hư hỏng. Ước tính thiệt hại ban đầu là khoảng 7 tỷ đồng, trong đó thành phố Lào Cai, huyện Mường Khương và Bảo Thắng là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ đêm qua cho đến ngày hôm nay thì mưa to liên tục ở các tỉnh miền núi phía Bắc, có nơi lượng mưa từ 100 đến 150 mm, cần đặc biệt đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.